Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ chiều tối ngày 25 tháng 2, em H lớp 7B cùng 3 bạn học khác cùng trường Trung học cơ sở Triệu Giang, tỉnh Quảng Trị đi trên hai xe đạp điện ra khu vực cầu Lai Phước 2 để chơi. Khi các em vừa đến khu vực giữa cầu, xe ô tô mang biển kiểm soát 74A05987 chạy ngược chiều bất ngờ mất lái, đâm vào hai xe đạp điện. Cú đâm mạnh khiến hai học sinh đang theo học lớp 7A bị văng xuống nền đường, chấn thương nặng. Trong khi đó, em H và nữ sinh lớp 8B bị xe ô tô đâm văng xuống sông Vĩnh Phước. Sau khi xảy ra tai nạn, hai người ngồi trên xe ô tô cùng nhảy xuống sông, cứu sống được nữ sinh lớp 8, còn em H mất tích. Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong điều động lực lượng tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nam sinh mất tích. Đến khoảng 21 giờ, lực lượng chức năng mới tìm thấy em H trong tình trạng đã tử vong. Đoạn camera an ninh của nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến tình huống có phần éo le xảy ra trong con ngõ nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế container chẳng rõ bị nhầm đường hay cố tình làm liều mà cho xe chạy qua con ngõ nhỏ. Diện tích ngõ là khá hẹp so với chiếc xe container, cộng với đường dây điện chằng chịt gây trở ngại cực lớn. Khi chiếc xe di chuyển qua, trong nhà bỗng thấy rung lắc, người dân không khỏi lo lắng. Khi phát hiện sự việc, tất cả đều bức xúc. Đoạn clip dưới đây ghi lại vào khoảng 11 giờ đêm ngày 23 tháng 2. Sự việc xảy ra vào sáng nay ngày 26 tháng 2 trên địa bàn thôn Phi Liệt, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Xe ben liên tục rượt đuổi nhau trên đường với tốc độ cao. Các xe ben nối đuôi nhau phóng bạt mạng, tốc độ có khi lên đến 80 km/h. Mặc dù vận tốc tối đa trên đoạn đường này chỉ ở mức 60 km/h. Tình trạng xe ben chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, gây tiếng ồn khủng khiếp cho người dân khu vực. Đất đá rơi vãi trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông đã diễn ra một thời gian và liên tục. Với người dân, đó là một câu hỏi lớn cho các lực lượng chức năng. Sự việc xảy ra vào sáng nay ngày 26 tháng 2 trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua đèo Đá Trắng, Mai Châu, Hòa Bình và được camera hành trình ghi lại. Cho thấy, dù đoạn đường hẹp và đang có xe khách đi tới, tài xế chiếc xe đầu kéo bất ngờ tăng tốc rồi lách lên để vượt phải một chiếc xe có camera hành trình chạy cùng chiều. Vụ việc khiến người xem không khỏi thót tim. Rất may không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Sự việc xảy ra mới đây tại ngõ 651 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang gây bức xúc trong cộng đồng tài xế taxi cũng như nhiều người sử dụng ô tô. Anh Vũ Sơn Tùng, tài xế lái xe hợp đồng cho biết đang chở khách đi khám bệnh tại một địa điểm trong ngõ 651 phố Minh Khai. Vào ngõ được một đoạn, anh gặp một chiếc ô tô Honda CRV màu trắng đỗ giữa đường, ngay phía trước một ô tô khác đang đỗ bên phải. Dù đã mở lời với chủ xe màu trắng xin nhường đường vì trên xe có người bệnh đau chân không đi bộ được, nhưng chủ xe CRV từ chối. Sau đó hai bên lời co tiếng lại, khá căng thẳng. Mất một lúc sau, khi đã phủ bụi gần xong ngoại thất xe, chủ xe CRV mới chịu di chuyển tiến lên phía trước, đỗ gọn sang một bên để nhường đường cho xe anh Tùng. Cư dân mạng mới đây đã không khỏi bất ngờ và phải chào thua trước cảnh một người phụ nữ vắt chân giữa đường gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện di chuyển gần đó. Ngay sau khi clip được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc với hành động bất chấp nguy hiểm của người phụ nữ này. Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng bàn luận về việc điều khiển xe gắn máy có những hành động gây nguy hiểm. Nhiều diễn đàn từng đăng tải các cảnh tượng tương tự, thậm chí có tình huống xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Được biết, sự việc được cho là xảy ra trên cầu Mây, Phú Bình, Thái Nguyên.